đi bán vé số thấy những con chim bị nhốt trong lòng tội nghiệp, cụ ông bấm bụng bỏ 900.000 ra mua để phóng sanh. Mới đây, một cụ ông 87 tuổi, ngày ngày vẫn đi loanh quanh trong khu chợ để bán từng tờ vé số để mưu sinh, gần như đều đặn không một ngày ngơi nghỉ. Hoàn cảnh gia đình ông cũng chẳng khá giả là bao nhiêu. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc tình cờ nhìn thấy một bầy chim sáo đang phải chịu cảnh cá chậu chim lồng, sống chen chúc nhau trong một không gian chật hẹp, cụ ông đã không ngần ngại bỏ ra số tiền 900.000 đồng để phóng sanh, hy vọng mong manh có thể cứu bầy chim một mạng. 900.000 với một người khá giả, muốn chi ra cũng phải hết sức đắn đo. Thế nhưng ông đã không một chút âu lo về hoàn cảnh của mình, về bữa cơm của hôm nay, của ngày mai và của nhiều ngày sau nữa. Ông đã vét hết những đồng tiền cuối cùng của mình chỉ với một tâm nguyện hết sức nhỏ nhoi, đó là những con chim được sống lại một lần. Mặc dù cuộc đời có đôi chút hẹp hòi với ông về vật chất, nhưng lại rộng lượng trao cho ông cả một tấm lòng rộng lớn để yêu thương. Được biết chủ nhân đoạn clip đã đến và ngỏ lời hỗ trợ ông vài trăm ngàn, xem như cùng ông giải cứu bầy chim sáo. Tuy nhiên, cụ ông 87 tuổi đã từ chối và chỉ nhận đúng số tiền vé số mà người này đã mua giúp cho ông. Đoạn clip sau khi đăng tải đã làm cho nhiều người thật sự cảm động trước hành động đầy dứt khoát của cụ ông. Chỉ cần bầy chim có được thêm một lần nhìn thấy bầu trời tự do, bản thân ông sống dè dặt vài tuần cũng xem như là có ý nghĩa. Một bài bình luận được mọi người để lại: làm thiện thì biết là thiện, còn việc họ bắt hay là mua bán là việc của họ, việc của mình là cứ làm thiện trước đã. Nói đi thì nói lại, nếu không có người mua, sẽ không có người bán. Lòng tốt thì có đó, nhưng phải khách hàng như ông người ta mới bắt và mang đi bán. Người bắt là nghiệp của người bắt, ông mua phóng sanh là phước của ông, lòng tốt của ông có thể không đúng nơi nhưng rất đáng ghi nhận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.